Thưa quý vị, như chúng tôi đã phản ánh ở các chương trình thời sự trước, tình trạng thiếu phòng học ở bậc tiểu học tại quận Liên Chiểu đã kéo dài trong nhiều năm qua, ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học, đặc biệt là việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Giải quyết sớm dứt điểm tình trạng này là một trong những yêu cầu cần thiết để đảm bảo chất lượng, sự công bằng trong thụ hưởng giáo dục trên địa bàn thành phố. Với đặc điểm là quận tập trung nhiều lao động ngoại tỉnh, dân số tăng nhanh, quận Liên Chiểu luôn là điểm nóng trong việc thiếu phòng học, sĩ số học sinh đông. Để đạt mục tiêu 100% học sinh tiểu học được học 2 buổi một ngày, nhiều năm qua, việc xây dựng, nâng cấp, mở rộng trường học trên địa bàn quận đã được triển khai nhưng vẫn chưa theo kịp sự phát triển của dân số. Sau những cái thời gian là được các cấp quan tâm và bổ sung đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất của nhà trường, thì tuy nhiên là một số phòng chức năng vẫn còn thiếu. Cho nên là để đảm bảo được cái nhu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhà trường rất là mong muốn các cấp quan tâm và tạo điều kiện cho nhà trường được bổ sung cơ sở vật chất và xây mới một số phòng học. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết, việc xây dựng thêm phòng học, trường học trên địa bàn quận Liên Chiểu đã được đưa vào đề án xây dựng nâng cấp, mở rộng trường học thành phố giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên, khi chương trình giáo dục phổ thông 2018 đang được thực hiện cuốn chiếu, yêu cầu bắt buộc học sinh tiểu học phải học 2 buổi một ngày, việc giải quyết câu chuyện thiếu phòng học tại đây đang được đặt ra hết sức cấp thiết, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ngành địa phương. Tập trung giải quyết dứt điểm cái tình trạng học ngày 2 buổi ở Liên Chiểu. Hiện nay chỉ mỗi Liên Chiểu là có 75% học sinh tiểu học học ngày 2 buổi. Thì cái này đã có chủ trương rồi, đã đưa vào đề án rồi. Cái vấn đề là ưu tiên nguồn lực đầu tư, nhất là mở rộng trường lớp, hoặc là có thể nâng tầng, hoặc có thể xã hội hóa, hoặc là có thể là xây dựng trường lớp mới như thế nào đó cho nó phù hợp để giải quyết dứt điểm. Và theo lộ trình là chúng ta trong cái nhiệm kỳ này phải giải quyết dứt điểm cái câu chuyện là học ngày 2 buổi ở Liên Chiểu. Không chỉ riêng Liên Chiểu, với tốc độ phát triển đô thị hóa nhanh, nhiều trường học trên địa bàn thành phố cũng đang đối diện với tình trạng đủ phòng học nhưng sĩ số học sinh quá đông hoặc thiếu các phòng chức năng, ảnh hưởng chất lượng dạy và học. Dân số cơ học dự báo tiếp tục tăng, cộng với yêu cầu đổi mới giáo dục, đòi hỏi cần phải có những tính toán dài hơi, trong đó có việc dự quỹ đất cho giáo dục. Đây là điều đã được lãnh đạo thành phố nhấn mạnh tại chương trình Hội đồng Nhân dân với cử tri vừa qua. Trong quy hoạch sắp tới thì đề nghị là bổ sung quỹ đất cho giáo dục. Ngành trong cái hoàn thiện này, sở kế hoạch đầu tư lưu ý cái bổ sung quỹ đất giáo dục. Và một cái ý nữa mà qua giám sát Hội đồng Nhân cũng thấy là phải cương quyết giữ quỹ đất cho giáo dục. Nhiều khi là bố trí cái chỗ đó là quy hoạch cho trường lớp rồi, nhưng để lâu thấy chưa có nhu cầu là chuyển mục đích sử dụng đất là rất là khó khăn. Mà cái đoạn này là có khi là bố trí đó 10 năm có thể chưa đầu tư, nhưng 20 năm là phải có đầu tư. Khi cần đầu tư thì không còn quỹ đất nữa. Nên đề nghị là cương quyết giữ quỹ đất cho giáo dục trong quy hoạch của mình. Việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ hoàn thành ở tất cả các khối lớp vào năm học 2024-2025. Ngoài bài toán 2 buổi một ngày tại quận Liên Chiểu cần được giải quyết sớm và dứt điểm, còn cần sự đầu tư nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để có thể đáp ứng được yêu cầu của chương trình mới.